Xin chào các quý khán giả Audio hôm nay tại Audio Sơn Hà. Đây là một khách hàng đã theo đơn đặt hàng của khách hàng đặt một đôi loa mảnh từ bên chúng tôi nhập khẩu từ Mỹ về. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu và xin được khui thùng cùng các bạn để xem trong đôi loa mảnh này có những cái gì. Đầu tiên đây là hàng này là nhập khẩu chính gốc từ Mỹ đấy. Đây là cờ Mỹ luôn. Dạ vâng. Và đây là các cái gọi cảnh báo khi vận chuyển. Còn đây tôi xin giới thiệu sâu hơn các bạn về dòng model này là dòng loa Metapan. Và nó có số model là MG 1.7. Và đây là màu red và nhôm và màu đen. Còn đây là số seri. Còn sau đây tôi sẽ xin phép được bóc thùng cặp loa trên thùng nào. Sau khi bóc thùng ra thì chúng ta đã thấy ngay một thư cảm ơn của bên hãng Metapan và cách giấy tờ hướng dẫn sử dụng và các phụ kiện kèm theo khi để lắp vào đôi chân loa. Còn đây là hai chân loa bằng kim loại rất là vững chắc để giữ vững cho được cặp loa. Cấu trúc của dòng loa mảnh này là có chiều dài tầm khoảng 1m6, cả chân thì lên đến tận 1m7, còn chiều rộng thì là hơn 40 phân. Và sau đây chúng ta sẽ bóc xem nó có gì đặc biệt bên trong. Đây tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật để dựng loa này lên và chúng ta sẽ dỡ ra xem dựng bên trong. Đây là loa này, có hệ thống điện này, cầu chì này và các đầu jack cắm này. Đó là nẹp để giữ. Đóng rất cẩn thận. Còn đây là một chiếc loa thứ hai. Bây giờ tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật lắp chân vào. Vâng, sau khi các nhân viên kỹ thuật của Audio Thiên Hà đã set up và lắp chân vào hệ thống và set up vào dàn loa và kết nối cùng với đầu A100 Titan của Sennheiser và đầu CD Uno thì chúng tôi thấy đây là một đôi loa mảnh có một cái khổ rất là tương đối là lớn một chút, và đây là hệ thống loa mảnh ở bên trong. Cũng đây là một màu đen kết hợp cùng với cả một viền sơn mài đỏ. Và cũng không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ thưởng thức một đoạn nhạc. Đêm nay em mơ giấc mơ hồng.
dòng loa mảnh này là cho một cái trung âm rất là bông tơi bốc tách mà nghe âm thanh rất là dịu dàng sâu lắng. Chúng tôi thấy đây là một đôi loa rất là hay ở trong phân khúc tầm giá tầm trung của high-end. Nếu các bạn yêu dòng loa mảnh này cũng như là những chất âm dày âm mát của những sản phẩm đến từ Mỹ mà lại không đắt như bạn nghĩ thì hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi tại số 5 ngõ 198 Thái Hà. Xin chào và hẹn gặp lại.